Điểm tin tuần trên Vĩnh Long Online ngày 9 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư. Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt đón gần 74.000 lượt du khách. Đỉnh triều khả năng xuất hiện vào ngày 11-12 tháng 10, nguy cơ ngập lụt. Thu hoạch trên 7.200 hecta lúa thu đông, năng suất ước trên 5,6 tấn trên hecta. Cùng chúng tôi giữ gìn thành phố khô thoáng. Ngôi nhà ước mơ cho em. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tiếp xúc với cử tri 25 xã phường, thị trấn trong tỉnh. Đại biểu Quốc hội đã thông tin với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10, dự kiến thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án luật. Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước năm 2022, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề, tụ trung là Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật để xử lý thật nghiêm tội phạm tham nhũng và thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có. Có giải pháp hữu hiệu để phòng chống và xử lý thật nghiêm tội phạm sản xuất, tàn trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cử tri kiến nghị nhà nước có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tìm đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, quan tâm hơn nữa đến chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng không chuyên trách, xã phường, khóm ấp. Theo Ban Quản lý Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong 9 tháng qua, đã có gần 74.000 lượt khách đến tham quan khu lưu niệm. Trong đó, có 1.120 đoàn khách trong tỉnh với hơn 17.200 lượt tham quan. Ngoài tỉnh có 335 đoàn với gần 5.500 lượt tham quan. Bên cạnh, còn có 31 đoàn khách trung ương và 2 đoàn khách quốc tế với hơn 710 lượt khách. Khách tham quan nhỏ lẻ là hơn 50.500 lượt người. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngày 23 tháng 11 năm 2022, hiện khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục sửa chữa phòng trưng bày, hội trường, nhà nghỉ, phòng thắp hương cũ. Khánh thành vào năm 2012, tọa lạc tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt là công trình văn hóa với không gian mở, gần gũi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước sông trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận đang lên nhanh. Mực nước trên báo động 2 vượt báo động 3 0,1 m. Đỉnh triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11 và 12 tháng 10 nhằm ngày 16-17 tháng 9 âm lịch ở mức 1,95 đến 2,05 m, trên báo động 2 từ 0,15 đến 0,25 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp 2. Cảnh báo vi phạm ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp trong các khu đô thị khung giờ từ 4 đến 8 giờ sáng và từ 16 đến 20 giờ chiều tối, ảnh hưởng các hoạt động giao thông thủy, các công trình hạ tầng, đời sống dân sinh. Khuyến cáo các cơ quan, ban ngành và người dân cần có phương án chủ động ứng phó. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vụ lúa thu đông 2022 xuống giống trên 24.800 hecta, đạt 60,6% kế hoạch. Hiện đã thu hoạch trên 7.200 hecta, ước năng suất bình quân 5,63 tấn trên hecta. Hiện còn trên 7.100 hecta đang giai đoạn đồng trổ và gần 10.500 hecta giai đoạn chắc xanh chín. Để đảm bảo năng suất và chất lượng trong điều kiện thời tiết sâu bệnh bất lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo nông dân cần thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ đồng ruộng để có biện pháp quản lý hiệu quả đối với bệnh hại, chuẩn bị gia cố cống rãnh thoát nước, chuẩn bị máy bơm, kịp thời tháo nước khi gặp mưa lớn.
đình, từ hồi người mẹ rồi làm tới đời con, đời con rồi xong tới đời cháu luôn, cũng làm cái nghề này. Thì bây giờ tí như mình đi làm này thì sống như có hai đứa con thì cũng lo gia đình, cũng đủ hợ, cũng đủ sống. Thì vợ thì ở nhà cũng phụ như giờ là với chợ búa, rồi mặt tối cũng đi quét rác đường phố. Trời mưa thì nó cái đúng ra là trời mưa nó phải cực hơn trời nắng một chút rồi. Cái gì cũng vậy, mưa phải cực rồi. Thì cũng chầm mình cũng làm bình thường. Đúng ra mình cũng yêu mình mới làm được, tới 10 năm, mười mấy năm. Còn như mà người ta không phù hợp với nó cũng chưa chắc gì người ta làm. Có nhiều khi người ta đứng trên bờ thấy gớm nữa. Mưa thì mặc nó mưa làm. Trên thì mặc mưa được mà tội nghiệp mấy anh em ở dưới. Khi mà mình nãy ướt cũng phải dầm mưa, rồi cũng dầm dưới hố luôn. Tội nghiệp mấy anh em dưới hố. Thì anh em đây cái nào cũng cực hết, anh em cũng hoàn cảnh khó khăn cũng phải vượt qua, hỗ trợ với nhau. Làm ngày này không sợ kim miễn, kim với miễn á, rồi với bóng đèn đó thì dân nó xài nó dục chiến hầm á, anh em xuống mà cũng phải bị đứt, rồi sợ cái nguy hiểm đó. Đó. Rồi ai cũng khổ, phải ráng làm. Rồi hoàn cảnh ai cũng nghèo hết á. Làm phải tình thương mến thương nhau, mình cũng mới gắn bó nhau. Mô hình là xuất phát từ ý tưởng của đoàn thanh niên xã Dung An. Lúc đầu là từ những lần mà đi cơ sở và những lần mà các em học sinh lên trên ủy ban làm giấy, nên từ đó là đoàn thanh niên xã Trung An mới ấp ủ xây dựng ngôi nhà ước mơ cho em. Là ngôi nhà được thực hiện vào tháng 12 năm 2021. Đoàn thanh niên xã Trung An là vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã ủng hộ để về là phục vụ cho hoạt động của ngôi nhà mô hình ước mơ cho em. Hàng tuần thì chỗ đoàn thanh niên xã Trung An sẽ mở cửa từ ngày thứ ba và ngày thứ năm, có khung giờ cố định, liên hệ kết nối với nhà trường để cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn xã đến và nhận đồ. Đối với đoàn thanh niên xã Trung An thì mô hình này là có ý nghĩa rất là quan trọng, là cầu nối để kết nối tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài xã chung tay san sẻ yêu thương đối với các trẻ em trên địa bàn xã. Còn đối với các em thì nói chung đây là cái ngôi nhà để thực hiện ước mơ của các em. Mấy bé đến đây là lựa chọn những món đồ là thấy rất là vui, tại vì nói chung là ở địa phương là các em có hoàn cảnh rất là khó khăn, thiếu tiền mua tập mua viết, mà đến đây là các em có thể thỏa sức lựa chọn thích món gì thì em lấy món đó, và đặc biệt là không có giới hạn. Trong thời gian tới thì đoàn thanh niên xã Trung An rất mong muốn là nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài xã để có thể mô hình tiếp tục hoạt động và duy trì phát triển. Là đầu năm học mới em được nhận quà, em thấy là rất là vui. Em sẽ cố gắng học hành để mà rèn luyện học tốt. Dạ, đầu năm thì con còn thiếu sách vở và bút viết, những đồ dùng học tập. Và hôm nay thì con đã nhận được những món đồ đó rồi.
Con rất là vui và hạnh phúc khi được các cô chú và anh chị mạnh thường quân hỗ trợ. Con xin hứa là sẽ mai sau sẽ học thật tốt để đền đáp công lao mà các cô chú, anh chị mạnh thường quân đã hỗ trợ và yêu thương chúng em. Đây là lần đầu tiên dẫn cháu đến đây là cũng thấy là vui và mừng, tại vì ở đây là có đủ đồ dụng cụ cho bé học như tập sách, dép này kia, quần áo. Cũng rất là cảm ơn chương trình và những nhà hảo tâm cũng như đã giúp đỡ cho các bé có dụng cụ này kia vậy đó. Rồi để em cũng đỡ một phần chi phí cho bé, mua cho bé học.